Xin được gửi lời chào tất cả các bác. Hôm nay em lên sóng là một chiếc xe form khá là đẹp và với phân khúc giá tiền là chỉ có hơn 200 triệu. Thì trong video này em sẽ quay một các bác cùng xem. Chiếc xe Toyota Vios các bác nhá. Đấy, đời khá là cao và giá tiền thì còn lâu mới tới 300 triệu luôn. Và cụ thể giá em sẽ để luôn ở tiêu đề cho các bác mình rõ giá luôn. Đây, phần form dáng của chiếc xe đây. Đấy. Từ 2014 trở lên thì dòng xe Toyota Vios cũng đã được lên form mới rồi. Đấy, đây là form dáng bên ngoài của chiếc xe. Thì em sẽ quay trước để cho các bác mình xem nhá. Đấy, chiếc xe thiết kế có một bộ lốp rất là dày luôn này các bác này. Đấy, và na răng đúc các bác nhá. Đấy, form dáng của xe rất là đẹp. Và máy số của xe hiện tại là vẫn còn zin nguyên bản các bác nhá. Đấy là một điều hết sức tuyệt vời. Hết sức tuyệt vời luôn. Đây, còn dáng của xe đây. Và những vấn đề bị đâm đụng va chạm này. Đấy, về ngập nước thủy kích là bên em sẽ bao cho các bác nhá. Bao cho các bác luôn để các bác hoàn toàn yên tâm. Đấy, cam kết là chiếc xe không có lỗi. Đấy, bây giờ thì em sẽ mở nội thất ra và mời các bác mình ngắm vào bên trong. Đấy, chiếc xe được sản xuất năm 2014. Phiên bản số sàn máy 1.3 các bác nhá. Đấy, nội thất bên trong của xe đây ạ. Đấy, các bác đang có nhu cầu mua một chiếc xe đi lại với tầm tiền hơn 200 triệu thì chiếc xe này em thấy rất là phù hợp luôn này. Đấy, form dáng đẹp đúng không ạ? Đời thì nó không phải là thấp. Và đặc biệt thì cái dòng này nó cực kỳ lành và cực kỳ là bền luôn. Đấy, cực kỳ bền và cực kỳ lành. Đấy, xăng ăn như người luôn các bác ạ. Xăng của chiếc xe ăn rất là ít. Ăn rất là ít luôn các bác nhá. Đây em sẽ đưa cái ghế lên một tí này. Đấy, chiếc xe này thì cũng đã được lên một cái màn hình Android rồi. Đây màn hình Android đây các bác nhá. Đây, màn hình đây. Đấy, đây là hệ thống điều hòa của chiếc xe. Đấy, xe có khóa khiển nhá. Đấy, và có túi khí an toàn nằm ở giữa vô lăng. Đấy các bác nhìn này. Đấy, và có cam hành trình các bác nhá. Đấy, có cam hành trình rồi. Trần của xe thì cũng đã được lên trần 5D. Đấy, đây một túi khí nữa này các bác này. Hai túi khí an toàn cho các bác luôn. Đấy, trần 5D rồi. Xe đã được lên cực kỳ là nhiều đồ chơi. Ở trong đó thì có cả cam ở dưới này các bác này. Cái cam màu đen đen kia. Đấy. Ghế của xe đã được lót một cái hạt gỗ ở trên rồi các bác nhá. Đấy, một số vị trí như là cái bậc bệ lên xuống cũng có lót thêm rồi. Đấy, với nội thất là màu vàng kem kết hợp với màu đen. Nhìn chiếc xe tông rất là nổi đúng không ạ? Đấy, tông xe nhìn rất là nổi bật luôn. Đấy, nội thất rộng rãi. Đây các bác xem này, nội thất của xe nó không bị bí bách giống như là một số những mẫu xe đời thấp đâu các bác nhá. Đấy, mẫu xe đời cao này thì cũng đã được thiết kế khác biệt rồi. Đấy, form dáng của xe cực chuẩn luôn. Đấy, các bác có thể nhìn thấy qua về form dáng của chiếc xe đúng không ạ? Các bác có nhu cầu đổi các gì thì mình hãy liên hệ cho bên em theo hai số này nhá. Đấy, các bác có nhu cầu là mua xe, bán xe và đổi các xe, các bác hãy liên hệ cho bên em theo hai số này này. Đấy, địa chỉ đây luôn này các bác này. Địa chỉ 90.2 Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương các bác nhá. Đấy, các bác test Covid, test PCR, test chậm là mình có thể đến xem xe được rồi. Đấy. Còn trong đợt này nếu các bác ngại thì bên em có thể là giao xe, chuyển xe tới tận nơi, mang xe tới tận địa chỉ các bác yêu cầu để các bác xem. Mình xem xong ưng thì lúc đến mới chốt nhá. Đấy, không ưng không chốt, ưng thì mới chốt, ưng thì mới xuống tiền các bác nhá. Cứ xem xe đã, đúng không ạ? Rồi bây giờ thì em sẽ quay chi tiết cho các bác mình xem đây này. Rồi các bác xem nhá. Đây, từng phần từng chi tiết em quay kỹ để cho các bác xem. Thân vỏ xe là không bị mục mọt hằn gì nhá. Tím quay hết rất là tật từ phần vách cửa cho đến phần gầm của cái mẫu xe này để các bác mình ngắm. Và phần mép cửa này thì anh chủ cũng đã được dán một cái lớp gioăng. Dán một cái lớp gioăng bên ngoài rồi nhá. Để làm gì chắc cũng các bác biết rồi đúng không ạ? Thứ nhất là nó cũng đỡ bụi và nó cũng cách âm ồn tốt hơn. Nội thất của dòng xe Vios thiết kế ra em thấy có một những cái sự nổi bật, có một số những sự nổi bật này. Đấy, khâu như kiểu là bằng da xịn xong rồi khâu vậy đúng không ạ? Nhưng ở đây nó thì là bằng nhựa các bác nhá. Đấy. Đây. Bốn kính điện lên xuống cực kỳ là nhẹ nhàng. Đây các bác xem. Mốc xuất khoáng cánh cửa xe vẫn rất là sáng này, kể cả như là khoang máy cũng vậy nhá. Khoang máy của xe cũng rất là đẹp luôn nhá.
Đấy, bu lông cánh cửa đẹp này. Tiến sẽ quay cả khoang máy cả gầm nữa cho các bác mình ngắm luôn. Đây là phần khu vực cột kèo nhá. Đây là cột. Đấy, còn đây là kèo, các bác mình lưu ý xem đây là kèo nhá. Đây là kèo. Đấy. Cột kèo nguyên bản nguyên zin. Đấy, đăng kiểm tháng 1 năm 22 này, khá là dài luôn này. Để quay cho các bác xem luôn phần nóc. Đấy, kính bọc sáng xung quanh hết rồi. Đấy, bộ ghế da đẹp. Bộ ghế da của xe vẫn còn tương đối là mới nhá. Và những cái phần như con ốc chân ghế này các bác nhìn này, không bị han gì này. Đấy, đúng không ạ? Không bị han gì. Sàn bọc da có lốt sàn rồi. Bây giờ em sẽ ngồi vào bên trong. Vào bên trong đây thì mời các bác mình xem thêm. Đấy, túi khí an toàn đúng không ạ? Còn táp lô của xe đẹp nhá. Đấy, khu vực táp lô này không bị đục đổ các bác nhá. Đây các bác nhìn này. Đấy, âm thanh nghe thì rất là hay luôn. Một số đồ chơi thì anh chủ trước cũng đã được thiết kế. Đây, cái này là kẹp điện thoại này các bác này. Đấy, hai kẹp điện thoại luôn. Đấy, chỗ này là điện là 12V lên cho cái màn hình này. Đấy, lên cho cái màn hình này. Màn hình cam hành trình các bác nhá. Đấy, còn đây là màn hình Android này các bác này. Đấy, màn hình Android. Đấy, mình có thể là mình vào mạng. Đấy, rồi dẫn đường chỉ đường vào YouTube, vào Facebook, YouTube hay là vào Zalo các kiểu luôn. Đấy, có khóa khiển rồi. Đấy, vô lăng đẹp đây. Đấy, em quay rồi em quay lại thêm cho các bác mình xem thêm nhá. Đấy, phần đồng hồ xe đây này các bác này. Đấy, phần đồng hồ. Các bác mua xe mình đến xem mình tiện ăn kẹo luôn. Vâng. Đây có những cái bức tượng Phật được đặt ở trên đây rồi các bác này. Ở chỗ này là cái gì mà em cũng không chưa rõ lắm đây. Đây chủ này đưa rất là nhiều đồ chơi vào trong xe rồi các bác ạ. Đấy, khá là nhiều đồ chơi rồi. Đấy. Ở chỗ này là khu vực cốp nhá. Đấy. Cái màn hình này là có cắm thẻ SIM và có cắm thẻ nhớ nữa. Đấy. Thẻ SIM thì các bác biết làm gì rồi đúng không ạ? Để mình vào mạng. Đấy, không cần wifi mình cũng có thể là vào mạng được. Một số những vị trí đèn nhưng mà là với lại một số những vị trí ốp tay cầm thì cũng đã được anh chủ lên một bộ ốp lốc rồi để tăng sự bật cho chiếc xe. Phần răng, phần nhựa rồi phần tắp ly tắp lô của xe còn khá là ok. Đấy các bác xem này. Đấy còn khá là ok nhá. Đấy, chiếc xe này còn đẹp đấy ạ. Chứ không phải là chiếc xe kém kém xấu xấu đâu ạ. Kém kém xấu xấu thì các bác biết rồi là bên em gần như là không nhập về. Cái mẫu xe còn cứng, nhất là thân vỏ nó đẹp này, máy số ngon này, hình thức đẹp này. Đây là những cái tiêu chí bên em chọn xe các bác nhá, chọn xe mang về. Đây các bác xem. Đấy các bác bỏ ra có hơn 200 triệu mà mua được chiếc xe này rồi thì em nghĩ là quá tuyệt vời đúng không ạ? Quá là ok, tuyệt vời luôn. À, phía sau đây nhá, phía sau rộng rãi để đồ thoải mái luôn này. À, có tấm chắn nắng phía sau nữa cho bác này. Đây là camera lùi nhá, camera lùi phía sau đây. À, có cái hộp đồ để ở giữa hai hàng ghế này. Này các bác xem. Cửa đóng chắc chắn nhá. Cửa đóng êm chắc chắn. Đây các bác nghe. Đóng hơi mạnh tay một chút. Đây tôn vỏ này, gõ kêu này. Đấy. Sơn xi sạch đẹp, không xước sát, không bị kém chỗ nào nhá. Nước sơn của xe còn đẹp, thân vỏ căng, thân vỏ không lỗi cho nên là còn căng các bác nhá. Đấy, và một số những vị trí nhựa ở bên ngoài, gioăng ở bên ngoài vẫn còn đẹp đấy các bác nhìn này. Đấy, nó hơi bẩn một vài vị trí thôi, nhau cái sạch sẽ ngay các bác nhá. Để tiếp tục xem những mẫu xe khác mà hiện tại đang có ở tại siêu thị ô tô Hải Dương đây thì các bác mình hãy đăng ký kênh các bác trên Facebook thì mình nhấn theo dõi nhá. Đấy, mình nhấn theo dõi để cùng đồng hành cùng xem những mặt hàng, những xe khác ở bên em tải lên rất là nhiều xe, cái nào đưa lên vài mẫu cho các bác tham khảo luôn. Đây phía sau này, đây, các bác nhìn này, một số vị trí cũng được ốp lốc rồi này, đấy, đèn hai bên này, đấy. Và vị trí này thì cũng đã được đây, ốp cái thanh lối từ bên này sang bên đây, rất là hay đặc biệt đúng không ạ? Đèn hậu đằng sau, đèn pha đằng trước rất là đẹp nhá, rất đẹp luôn. Đấy, cái vị trí này thì anh chủ cũng đã được thêm một cái phần gioăng ở bên ngoài. Đấy. Khá đặc biệt luôn đúng không ạ? Lốp của xe rất là dày rồi. Đấy, chiếc này các bác mua về sẵn dùng nhá. Về sẵn đi sẵn dùng thôi. Cơ bản chiếc xe ok hết rồi.
Đấy, tắp ly tắp lô của xe ok này các bác này. Đấy, 4 kinh điện số nhẹ nhàng nhá. Đây ạ. Những cái đồ nhựa, những cái phần đây khu vực này các bác nhìn xem là nó không bị mòn kém này. Đấy, nó không bị mòn, nó không bị bờ, nó không bị bạc màu đúng không ạ? Đấy, đồ nhựa đây. Đấy, tiếp tục nha. Tại thì các bác thấy em đang quay ở trong showroom đúng không ạ? Ở trong siêu thị. Thì hiện tại em đang bật đèn ở ngoài, bên ngoài hơi lắng một chút. Rồi các bác cùng em tiếp tục xem một cánh nữa, một cánh cuối cùng. Để các bác mình chốt xem phần nội thất nó như nào. Mời các bác xem này. 4 kinh điện lên xuống thì rất là nhẹ luôn các bác nhá, rất là êm, rất là nhẹ. Đấy, tổng lưng hạng kính đây. Trên này có cả gương này, có cả cục gương này. Có cả cục gương luôn các bác nhá. Đây này. Đây các bác nhìn xem, đây là hệ thống gương của chiếc xe. Đấy, lên đủ đồ rồi. Đấy, con này thiếu và đã lên đủ đồ rồi các bác nhá. Lên thêm đồ rồi. Máy 1.3 các bác lưu ý cho em là máy 1.3. Đây là cái phần bách cửa tiếp theo đây, các bác xem. Đấy, những cái phần cửa gió được thiết kế ra nhìn rất là đẹp mắt luôn đúng không ạ? Đây này các bác nhìn này. Cái phần táp lô này, đấy, cho đến phần cửa gió này. Đấy, khá là hay. Và giới thiệu với các bác là hiện tại bên em đang có hai con nhá. Một con màu vàng cái nữa kìa các bác kìa. Đấy, một con màu vàng cát cái nữa nhá. Con kia đời cao hơn một chút. Đấy, con kia cũng khá là nhiều đồ chơi luôn. Đấy. Hai sự lựa chọn cho các bác. Một chiếc xe màu vàng đời 2010 à 2015. Màu vàng cát đời 2015 và con này màu trắng đời 2014 nhá. Con này biển Hà Nội nhá. À, con này biển Hà Nội các bác nghĩ xem nào, con này là biển Hà Nội nhá. À, các bác xem cho em nốt cái phần vỏ bên đây này. Biển Hà Nội, bên em có hỗ trợ sang tên đổi chủ khi các bác cần. Đấy. Còn các bác mình đặt cọc ngay và bên em sang tên luôn cho các bác cũng được nhá. Ở trong vòng mấy ngày thôi. Hà Nội bây giờ cũng bớt giãn cách rồi. Đây là khu vực phần đầu của chiếc xe. Anh các bác xem nhá. Đầu tới thì em sẽ ghi số điện thoại và cũng sẽ ghi địa chỉ ở trên đây luôn để các bác tiện theo dõi và tiện lưu, tiện nhớ đúng không ạ? Đây, tiếp tục này. Đấy. À, chuẩn bị em quay đến phần gầm máy rồi, các bác đợi em chút xíu. À, bây giờ thì đến phần gầm máy đây. Những chiếc xe biển Hà Nội thì các bác yên tâm là không mục mọt nhé. Đấy, rất khó để mục mọt. Đây các bác này. Đây, gầm sàn sáng đẹp, 3 bô đê cua lốp của xe còn đẹp. Bây giờ đến động cơ luôn. Đến đụng động cơ ngay vào luôn đấy ạ. Đây, cửa em đóng cho các bác nghe này. Máy số zin các bác nhá. Máy số zin nguyên. À, chưa, em chưa mở hết. Vừa mới mở là mở cái em. Vừa em kéo thôi, hơi nhẹ một chút. Đây, các bác đợi em một chút này. Bác chờ em trong vài giây nhá. Nguyên là mở chưa? Biết thế nào mà mở nó con này lại không biết được, mở hơi khó một chút. Hay là các bác cho mình muốn xem chiếc xe, muốn xem động cơ chiếc xe này, mình vào kết nối Zalo đi để em gửi thêm cho nhá. Để em gửi thêm phần động cơ cho các bác xem nhá. Tại vì là không biết thế nào mà mở hơi khó, hơi rắc. Sau video này thì em sẽ tìm cách để làm sao không bỏ nó nhẹ nhàng nhất các bác nhá. Đấy rồi, thì tôi tạm thời như vậy đi. Các bác xem máy hoặc là muốn nghe tiếng máy thì mình sẽ kết nối Zalo với bên em nhé. Chi tiết trực bác mình qua Zalo. Nói chung là mua một chiếc xe hơn 200 triệu không tiếc, vì là mình
bỏ một chút thời gian ra để kết nối Zalo cả, đúng không? Kết bạn Zalo, đúng không ạ? Rồi, video về chiếc xe Toyota Vios này em cũng đã giới thiệu xong và quay xong cho các bác mình biết thông tin. Các bác hãy nhớ kết nối cho em theo hai số điện thoại mà em ghi ở trên đây nhé. Và mọi thông tin thắc mắc cũng vậy, mình cứ kết nối và alo trực tiếp bên em, đặc biệt là về giá cả. Giá các bác lưu ý cho em là em đã ghi lên ở tiêu đề rồi và vẫn còn bớt thêm, vẫn còn lùi lọc lát thêm, cho nên là mình cứ nhiệt tình alo nhé. Xin được cảm ơn và chào tạm biệt các bác, hẹn các bác vào những chương trình lần sau ạ.